Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh livestream của Nông Trại Làm Đẹp. Đã lâu rồi không gặp lại. Các bạn có còn nhớ Phan không nè? Phan thì nhớ các bạn lắm và muốn tổ chức nhiều buổi offline để được gặp gỡ. Nhưng mà với tình hình dịch bệnh hiện tại thì tụ tập đông người là không nên đúng không? Nhưng mà không sao, mặt đối mặt không được thì mình tương tác qua livestream nha. Ngày hôm nay là một số livestream vô cùng đặc biệt. Bởi vì sao? Phan có nhiều phần quà hấp dẫn dành cho bạn nè. Và mời hai vị khách mời cũng đặc biệt lắm. Nè, nhớ theo dõi nha. Nhắc đến quà tặng nhà Phan thì lần này Phan sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhận được quà tặng trong livestream lần này nha. Nhớ nha, chương trình quà tặng lần này chỉ dành tặng cho 200 nàng nhanh tay và may mắn nhất thực hiện đúng và đủ hai bước sau đây. Bước đầu tiên đó là hãy chia sẻ livestream này ở ít nhất là 3 hội nhóm. Bước thứ hai, chụp màn hình lại và gửi về inbox fanpage nhà Phan. Nhân viên nhà Phan sẽ check lại và gửi quà bí mật cho các bạn nha. Nhớ nhanh tay lên nha. Điều đặc biệt chưa dừng lại ở đó đâu. Ngày hôm nay Phan có mời đến hai vị đại diện từ Hàn Quốc đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam từ rất lâu rồi. Hai vị đại diện này hứa hẹn là sẽ chia sẻ cho chúng ta cách dưỡng da thật là đẹp trong mùa sau Tết này nha. Hôm nay Phan livestream sớm quá cho nên là hai vị đại diện chưa đến. Thì bây giờ Phan sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trộn salad để làm gì, vừa giảm cân nè, giữ dáng và đặc biệt là rất đẹp da nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành nha. Phan xin phép được bỏ gói trên đây. Đây là toàn bộ nguyên liệu mà các bạn nhân viên nhà Phan đã chuẩn bị cho các bạn. Có 4 loại nguyên liệu chính, đó là cà chua nè, bắp nè, rồi cái này là cải tím nè, cải xanh nè. Trước khi mà đụng chạm vào những nguyên vật liệu này thì mình cần phải giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm một xíu. Đó là Phan sẽ rửa tay bằng nước rửa tay diệt khuẩn Sky của nhà Phan mới về hàng. Cái loại này á thì nó đặc biệt ở chỗ khác với những loại nước rửa tay khác thì sử dụng cồn hóa học, còn loại này á nó sử dụng cồn từ mầm gạo non cho nên là không gây cháy nổ. Cái mùi của nó cũng rất là dịu nhẹ và đặc biệt nó rất là an toàn cho em bé nha. Một miếng nữa đi. Hôm nay tay chân dụng về quá. Rồi. Xong rồi, Phan sẽ mang bao tay lên cho vệ sinh nha. Phan đã các bạn biết không, trong quá trình Tết đó, về quê ăn Tết, mỡ vô hành Phan bị tăng lên mấy ký. Sau Tết thì mình áp dụng cái phương pháp mà ăn salad này á thì cũng giảm hẳn đi. Đó, và da mặt cũng sáng sủa, cũng mịn hơn, không còn mụn nhiều nữa. Các bạn có thể thấy là hôm nay mặt Phan chỉ có một nút mụn nhỏ li ti ngay khúc này thôi, cũng nhờ ăn salad nhiều. Và việc mà các bạn ăn salad nhiều không chỉ là việc đẹp da thôi mà nó còn tăng sức đề kháng cho cơ thể và giúp cho các bạn có thể chống chọi với những virus gây bệnh trong thời gian gần đây. Ok, ở đây các bạn nhân viên nhà Phan đã chuẩn bị sẵn 4 nguyên vật liệu rồi. Thì các bạn cũng đã ngâm nước muối pha loãng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là gì? Đây là cải xanh. Và tại sao nhân viên nhà Phan lại chọn cải xanh? Thì bây giờ Phan cũng bật mí cho các bạn luôn. Cải xanh này có tác dụng là nhuận trường nè, nó có nhiều vitamin C nè, giúp cho da mình tươi tỉnh nè. Cải xanh này về thì mình cắt nhỏ nó ra. Thật sự thì cái thao tác của Farm nó hơi vụng về một tí, nhưng mà Farm nghĩ các nàng của nhà Farm thì sẽ khéo tay hơn Farm đúng không nè. Cái này của nhà Farm thì về các bạn có thể cắt theo cái size tùy vào việc các bạn thích như thế nào. Nhưng mà Farm nghĩ là những bạn nào mà da bị hơi bị sạm một xíu, bị hơi bị kém tươi một xíu thì nên lựa chọn cải xanh này nha. Phan sẽ cắt thêm một ít nữa. Các bạn có biết không, cái thời gian mà tên nghỉ Tết á, Phan ăn rất là nhiều thịt mỡ, dưa hành, rồi hả ăn ngủ không cho nên là lên ký. Mà Phan rồi việc dưỡng da cũng bị hạn chế là do mình ham đi chơi quá, và ở dưới quê nắng cũng hơi nhiều cho nên là đi chơi xong rồi về da cũng bị sạm một tí. Sau khi mà mình kết hợp skincare với việc ăn uống điều độ bằng cái việc bổ sung salad này á thì da và
cân nặng của mình giảm hơn hẳn luôn. Rồi, cải xanh đã xong rồi, mình sẽ đến cải tím nha. Đây, cải tím này nó có nhiều vitamin K và vitamin C. Nó làm gì? Nó giúp chống oxy hóa nè, ngừa lão hóa cho các bạn nè. Và đặc biệt là nó sẽ giúp dưỡng sáng da nữa nha. Cải tím này á, thì các bạn nhân viên nhà farm đã sắc sẵn ra sợi như thế này. Rồi sau đó ngâm nước muối rồi. Farm sẽ lấy một ít nha. Trưa nay là mình có món ăn rồi. Rồi, kế đến là cà chua bi. Cà chua bi này có rất là nhiều vitamin C. Đây, cà chua bi này có rất là nhiều vitamin C nha. Các bạn có thể để nguyên trái nhưng mà Farm lại thích cắt ra hơn. Farm sẽ cắt một vài trái. Món salad của mình mà có vị chua chua của cà chua thì nó ăn nó sẽ kích thích vị giác hơn nè. Chắc bao nhiêu đây là đủ rồi ha. Farm cũng không ăn nhiều đâu. Để lên sắc màu đi cho thêm một cái nữa nha. Rồi, kế đến là bắp. Thì bắp này nha, Farm đã luộc sẵn rồi, đã luộc sẵn rất là kỹ. Và bắp này là bắp Mỹ. Bắp Mỹ này có tác dụng là detox cơ thể nè, giải phóng độc tố bên trong cơ thể. Và nó là một dạng tinh bột nhanh, tiêu hóa năng lượng rất là nhanh. Cho nên nó không có gây bị mập cho các bạn. Mình sẽ bỏ một ít bắp Mỹ lên. Thật ra là cái bài trộn salad này là mà Farm xem ở trên YouTube, xong rồi về Farm trải nghiệm thử thì thấy nó cũng ok và hiệu quả đó. Cho nên là ngày hôm nay làm cái mẹo hướng dẫn cho các bạn. Các bạn có thể học theo và làm thử. Đây, các bạn thấy chưa? Bây giờ Farm sẽ trộn nha. Mình sẽ cho thêm một ít nguyên liệu vào. Cái này là sốt mayonnaise. Farm cho một ít thôi, không sợ nhiều luôn thì nó bị béo. Rồi, sau khi mà mình bỏ sốt mayonnaise Lisa rồi thì Farm có một cái này rất là đặc biệt đó, là Farm đi nói với các bạn bán hàng đó, là Farm không có biết trộn salad thì họ chỉ cho Farm là một cái loại dung dịch đã trộn sẵn của người Nhật rồi. Và Farm thử thì cái này cũng ngon lắm các bạn. Mình sẽ tùy thôi, các bạn thử á, các bạn ban đầu bỏ ít thôi, sau đó cảm thấy đậm vị rồi thì mình bỏ nhiều, mình ngưng lại hoặc là mình bỏ nhiều hơn, tùy các bạn thích. Bỏ nhiều nữa hả? Đó, cái này là các bạn ở bên ngoài hướng dẫn cho Farm là bỏ thêm nhiều nữa, chứ Farm là Farm thích bỏ ít thôi. Tại vì không phải là cái tô này trộn cho mình Farm đâu, mà các bạn biên tập bên ngoài nữa kìa. Đó, mình sẽ trộn đều lên. Mình trộn cho cá nhân mình nó ăn sao á thì mình trộn sao cũng được. Nhưng mà khi trộn cho cả một tập thể ngày hôm nay, sau khi mà quay hình xong á thì mình cũng phải lịch sự và mình chiều theo sở thích của mọi người một tí. Cho nên là khó khăn lắm mọi người ơi. Ngay cả việc cắt cà chua như này nè, là các bạn biên tập nói là Farm phải cắt xéo. Bây giờ các bạn biên tập nó Farm phải cắt xéo, mà tại sao Farm lại đi cắt dọc như thế này, ngang như thế này? Khó lắm, chiều lòng các bạn đó khó lắm. Nhưng mà Farm hy vọng là các nàng của nhà Farm khéo tay lắm, họ sẽ, các nàng sẽ trộn nhanh hơn, đẹp hơn và ngon hơn, đúng nè. Như vậy là Farm nghĩ đã thấm rồi, em thấy như vậy thấm chưa? Thấm rồi đúng không? Vừa miệng em không? Đó, vừa miệng mọi người đúng không? Thơm quá. Em nghĩ là ok rồi đó. Bỏ tay ra, chuẩn bị thôi. Mình sẽ bỏ xuống thùng rác phía đây. Thêm một chút sốt nữa nha, cho đẹp. Rồi, để Farm trộn trộn lại cho nó đẹp đẹp xíu trên lên hình nha. Em nghĩ nó ok rồi đó. Đây là tô salad của Farm đã vừa hoàn thành xong. Đây là tô salad vừa giảm cân nè, vừa làm đẹp da nè, mà Farm đã trải nghiệm trong một tháng vừa qua. Các bạn rảnh rỗi thì có thể thực hiện thử.
À, còn cái phần này thì ta sẽ để dành tặng cho hai bạn người Hàn Quốc. Chắc cũng là cũng tới giờ rồi đó. Để xem. À, chắc các bạn cũng sắp tới rồi nè. Các bạn tới thì ta sẽ cho test. Chào chị. Chào. Ủa sao hôm nay có mình chị đến vậy? Đáng lẽ là sẽ có Mr. Kang đại diện của hãng để đến tham gia với chúng ta, nhưng mà hiện tại là do một số cái vấn đề hiện tại đang nó ảnh hưởng tới bên phía Hàn Quốc và Việt Nam nên là anh không có đến được. Thì hôm nay một mình chị đến đây để tham gia cùng nông trại đẹp. Hôm nay là anh cứ nghĩ đến nên sẽ gặp được ảnh, tại vì lâu đó không gặp cũng nhớ. Lát nữa chị cho em gọi FaceTime để em gặp ảnh nha. Đúng rồi, mình cũng đã trao đổi trước với ảnh là mình sẽ dành một chút thời gian để mình FaceTime với ảnh nha. Ok, rồi hôm nay mà anh Trang không có mặt tại đây thì cũng là hơi tiếc. Vậy thì chị Tiên sẽ được thử món salad này. Nãy giờ đợi chị Tiên là em đã làm sẵn món salad này rồi. Cái này là em hướng dẫn cho khách hàng nhà farm thử cái món salad này vừa giữ dáng á mà vừa đẹp da nữa. Tại vì em có đã có nghiên cứu rồi, ví dụ như là cà chua này á thì nó có nhiều vitamin C, nó làm sáng da nè. Bắp này thì nó detox cơ thể nè, hoặc là cải tím nè nó sẽ chống oxy hóa, chống lão hóa da. Thôi bây giờ cho Tiên thử nha. Rồi để mình ăn thử nha. Cái này là cho cảm thọ nhận thiệt nha. Ngon thiệt luôn á nha. Ngon lắm. Tuấn nhà mình khéo tay dễ sợ luôn á. Không phải đâu, cái này là các bạn biên tập chỉ cho Tuấn đó. Các bạn có một cái sốt mayonnaise với cái sốt salad trộn sẵn rồi, mình chỉ cần bỏ vô và cắt làm trộn thôi. Còn ngon quá à. Nhưng mà chị thấy Tuấn làm như thế này á là rất là nhiều nguyên phụ liệu rồi, cái cách làm nó cũng rất là phức tạp rồi mất thời gian, và đôi khi nhiều bạn còn không biết sử dụng những cái vật liệu nguyên liệu như thế này để mà giúp món ăn nó sẽ ngon hơn. Thay vì đó thì chị sẽ có một cái món quà dành cho Tuấn vào hôm nay. Và món quà đó cũng có một cái liên quan đến cái món salad như thế này. Nhưng thay vì mình mất khá nhiều thời gian thì các bạn có thể sử dụng ở nhà một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn. Ủa cái cũng ra củ quả nữa hả? Vậy là cái đó là nha, đặc biệt hơn. Ui hả? Tuấn cũng thấy ra hả? À tưởng ra là cái gì? Salad gói trộn sẵn đúng không? Ôi rau tươi quá nè, nhiều nước luôn rồi nè. Salad gói trộn sẵn đúng không? Coi chừng thử nha. Do not eat each other. Ủa? Mặt nạ? Đúng rồi. Ủa cái này là sao chị Tiên? Dạ, ở đây là một cái sản phẩm mới từ hãng Kangskin. Và bên chị đã độc quyền phân phối sản phẩm này tại Việt Nam. Thì cái sản phẩm này nó rất là đặc biệt là có thành phần làm từ các nguyên liệu rau củ quả, giống như là những nguyên liệu mình làm cái món salad vậy đó. Thay vì các bạn phải làm cái công thức nấu ăn nó khá là phức tạp thì mỗi ngày chúng ta chỉ cần đắp một mặt nạ rau củ này là đã đủ đẹp cho làn da của mình rồi. Nghe hấp dẫn quá. Chắc Pam phải xin một vài phút Pam sẽ set up những cái hộp mặt nạ này lên, tại vì rất là dễ thương luôn, mà hợp với chủ đề ngày hôm nay nữa nè. Rau củ quả Pam xin phép được set up lên đây và sẽ cho tiếp tục coi cuộc trò chuyện ngày hôm nay nha. Đó, ngày hôm nay được nhận quà mà liếu lưỡi luôn không nói được. Em thích nhất là đắp mặt nạ Hàn Quốc tại vì nó rất là đã luôn. Bây giờ mình sẽ set up lên nha. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều. Trời ơi, sao mà nhìn nó giống như là quầy rau sống tươi mát quá ha. Đúng rồi. Đây có miếng mặt nạ cà chua nè. Đúng rồi, có cả củ dền nữa nè, rồi bơ nữa. Đây đây. Đó, vậy Tuấn khỏi phải mất công, biết sao không? Tuấn phải đi chợ lựa rau củ mà mệt lắm. Con trai mà rồi về cắt tỉa khổ lắm. Chắc phải đắp mấy miếng mặt nạ này thôi. Thôi Tiên uống miếng nước đi rồi mình sẽ tâm sự với các bạn khán giả nha. Dạ, cái này là một loại nước mát đặc biệt tại nhà farm từ gừng nè, từ xả nè. Nó sẽ giúp mình tăng sức đề kháng và chống chọi với bệnh tật á. Uống thử đi. Ngon lắm luôn á. Rồi cảm ơn nhà farm nhiều luôn á. Tiên cứ tới showroom nhà farm nè, cứ tới check in là các bạn sẽ được uống nước miễn phí. Cái này là farm cũng dành tặng cho các bạn khán giả. Các bạn khách hàng khi đến showroom nhà farm thì sẽ được một phần nước miễn phí nữa.
các bạn nhanh chân đến là vừa được mua mỹ phẩm tốt nè, vừa được uống nước mát vừa ngon nữa, vừa đảm bảo không bị bệnh nữa. Thôi bây giờ mình quay lại chủ đề chính đi, cũng rất là háo hức cái quà của Tiên tặng Tuấn. Tuấn thấy có rất là nhiều loại mặt nạ, vậy thì cái công dụng của nó sao Tiên? Hiện tại là tất cả các sản phẩm của cái thương hiệu Fanskin này đều là làm từ rau củ quả hết, và nó có tới 12 loại luôn. Thì trong đó mình sẽ được 12 loại đó được chia thành 4 cái combo riêng biệt khác nhau, và mỗi combo thì có một cái công dụng và có những cái thành phần nó khác nhau luôn. Ở đây ví dụ như combo đầu tiên mình có là cà chua nè. Ở đây combo cà chua thì trong đây nó sẽ có 7 miếng. Nó sẽ có 7 miếng đi với 7 thành phần và 7 công dụng khác nhau luôn. Nhưng khi các bạn kết hợp một bộ như vậy thì nó sẽ đem lại một cái công dụng nhất định. Đối với cái bộ này thì nó sẽ dành cho những cái bạn mà da hơi bị sẵn xỉn màu, thì sẽ giúp cho các bạn trẻ hóa da, tạo nên một cái sức sống mới cho cái làn da của mình. À, tôi thấy rồi. Cái công dụng nó ghi trên cái phần của vỏ hộp nè, đúng không? Đúng rồi. Rồi. Cái này là dành cho da bị xỉn màu, sẽ trông có sức sống hơn, đều màu da. Đó. Còn cái loại nào mà dành cho da hơi bị gọi là những bạn mà bị lão hóa, da bị lão hóa một xíu. Đó thì mình sẽ dùng cái combo dừa này. Cái này combo salad dừa. Thì combo này là cũng có 7 miếng như vậy luôn, và nó sẽ đi với 7 cái loại thành phần khác nhau. Thì combo này là sẽ giúp cho những bạn hơi da hơi lão hóa và bắt đầu da cũng có nếp nhăn nè, thì nó sẽ giúp cho da của mình trẻ hóa lại dần dần da nè, và chống lão hóa nữa. Đó. Cái này hấp dẫn nha. Còn cái còn loại nào nữa không Tiên? Ở đây còn có loại cà rốt nữa nè. Cà rốt á, thì nó sẽ giúp cho những cái bạn mà có cái lỗ chân lông hơi to một chút, thì sẽ giúp xe khít lại lỗ chân lông và làm cho da mịn màng hơn. Đó, những cái bạn mà thuộc cái loại da đó thì mình có thể sử dụng cái combo này. Tất cả ba combo này thì ngoài cái việc là nó chống lão hóa nè, xe khít lỗ chân lông nè, thì nó đều là dưỡng ẩm với dưỡng trắng hết luôn hay sao, hay là phải sẽ có một loại dưỡng trắng dưỡng ẩm riêng biệt? Chắc chắn là sẽ có một loại dưỡng ẩm riêng biệt, đó là cái loại bơ, đó là combo salad bơ. Để nghe nói cái bơ thì các bạn đều thường biết là nó sẽ giúp cho mình cung cấp ẩm cho da rất là nhiều, và đặc biệt nên là những cái bạn đối với da khô nè, da mà thô ráp nè, thì các bạn sử dụng cái combo này là tối ưu nhất. Có nghĩa là cứ mỗi một miếng mặt nạ, ví dụ như là miếng mặt nạ cà rốt này thì sẽ làm từ cà rốt. Nhưng mà Tuấn thắc mắc là có rất là nhiều vị khác nhau, như là việt quất nè, dừa nè, thì mỗi mùa thì có một loại trái cây khác nhau, vậy thì có đảm bảo những cái này là thành phần từ trái cây 100% không Tiên? Hiển nhiên á là tất cả loại trái cây thì nó sẽ theo mùa, nhưng mà rau củ á thì nó không theo mùa, thành ra là đối với, và đặc biệt cái trong đây thì mình sẽ có một vài cái loại trái cây như là bơ hoặc là dừa chẳng hạn, thì những loại trái cây này là có quanh năm, thành ra là các bạn không phải lo lắng về vấn đề đó. Còn rau củ thì như các bạn biết là hiện tại nó được trồng theo phương thức hữu cơ rất là nhiều, do đó mình cũng không sợ về vấn đề mà sử dụng cái rau quả không được tươi, không được đúng, không được tốt cho da, thì cái đó là không có. Nghe cũng hấp dẫn quá nè. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ thử thách Tiên nha. Tiên thử bắt mặt da của Tuấn xem mà Tuấn sẽ thuộc tiếp da gì và phù hợp với combo nào để Tuấn sẽ thử trong vòng 7 ngày để làm gì. Tại vì thường những cái sản phẩm mới mà về nhà farm á, thì Tuấn và các bạn biên tập đều test thử, mọi người sẽ cho những cảm nhận riêng để gửi đến khách hàng những cái chân thật nhất. Thì chắc Tuấn sẽ thử một cái combo nào đó phù hợp với làn da của Tuấn theo như Tiên bắt mạch, và 7 ngày sau Tuấn sẽ review cho các bạn khán giả biết, các bạn khách hàng nhà farm biết nha. Theo như mình thấy thì da của Tuấn hiện tại là không thuộc tiếp da khô, da của bạn cũng khá là mướt, nhưng mà bù lại thì da của bạn bắt đầu chắc là theo thời gian thì bắt đầu nó cũng sẽ xuất hiện một vài cái nếp nhăn nhỏ ở dưới vùng mắt chẳng hạn và trên vùng trán chẳng hạn, thì do đó mình có thể sử dụng cái combo dừa, combo salad dừa ở đây thì nó sẽ giúp cho cái làn da của mình trẻ hóa và chống lại lão hóa hơn, thì lúc đó cái làn da của mình sẽ được hoàn thiện một cách rất là đặc biệt. Sau 7 ngày khi bạn sử dụng xong thì chắc chắn là bạn sẽ ngạc nhiên với cái công dụng của sản phẩm. Thì không hết ta, tại vì người Việt Nam á, người ta phải nói là mắt thấy tai nghe, nãy giờ nghe Tiên nói là rất là thuyết phục rồi, nhưng mà thấy thì cũng rất là thuyết phục, nhưng mà không biết cảm nhận sao, thì Tuấn sẽ về thử cái này. Nhưng mà ngay bây giờ Tuấn sẽ mời một vài bạn khách hàng đang ghé thăm showroom nhà farm để mời các bạn đến test thử và có cảm nhận thật luôn. Rồi cái này thì Tuấn sẽ test thử trong vòng 7 ngày và cho các bạn khán giả ý kiến nha. Đây, mọi người có thể thấy những Tiên chỗ bạn thân nên Tiên hơi gọi là khiêm tốn và giữ gìn cho Tuấn, chứ mọi người có thể thấy nè.
Mọi người có thấy những cái nếp nhăn vùng quanh mắt nè, khi cười nè, thì rõ ràng là da Tuấn là da lão hóa, và khi sử dụng thử combo 7 ngày này thì sẽ cho các bạn ý kiến. Còn bây giờ thì mình sẽ mời các bạn khán giả nha, các bạn khách hàng nhà Farm, các bạn đi tập có thể ngồi một vài bạn khách hàng vào đây và mình test thử sản phẩm được không? Trong khi chờ đợi các bạn khách hàng thì mình sẽ tiếp tục câu chuyện nha. Tiến uống miếng nước đi. Tuấn có mời ba bạn khán giả nè. Ba bạn này là cũng là ba bạn khách hàng nhà Farm luôn. Có một bạn nam nữa. Wow. Chào các bạn. Bên đây chị này là chị Tiên, đại diện bên nhà sản xuất của một dòng mặt nạ mới của nhà Farm á. Thì ngày hôm nay bắt cóc ba bạn luôn, tại vì thấy ba bạn đến mua hàng nè, bắt cóc vô mình test thử cho cảm nhận thử sản phẩm nha. Tại vì Tuấn thì 7 ngày test combo này 7 ngày, còn bây giờ mình sẽ test thử liền nha. Đầu tiên mình đến giới thiệu một tên của mình cho các bạn khán giả, các bạn khách hàng nhà Farm biết nha. Mình bắt đầu từ bạn này nha. Em tên là Phương Phương ạ. Phương ơi, Phương ở đâu đến mà hôm nay lại qua showroom nhà Farm? Dạ, thì em hiện tại thì em có nghe tư vấn một vài bạn trên mạng á. Thì nói là cái sản phẩm ở đây rất là tốt và an toàn cho da. Cho nên là em muốn đến thử xem là cái sản phẩm nó có thực sự như vậy không. Hôm nay là khách hàng mới nghe giới thiệu là đến luôn đúng không? Hôm nay là đi bắt cóc vô đây nữa. Một lát nữa sẽ cho Phương thử. Còn bạn? Xin chào mọi người, em tên là Phi Phi, em đến từ Bình Dương. Từ Bình Dương chạy qua quận 7 luôn á hả? Dạ, ở Bình Dương nhưng mà làm việc ở Sơn Thành phố Hồ Chí Minh. Là Phi ở quận mấy? Dạ, em ở quận 1. Quận nhất qua đây cũng gần ha. Còn bạn nam hot boy này? Xin chào mọi người, em tên là Nhật, em đến từ Huế. Hôm nay Nhật đi cùng ai? Dạ, hôm nay em đi một mình. Đi một mình đúng không? Chắc hôm nay Nhật tính đến đây để mua sản phẩm nào? Dạ, em cũng chưa suy nghĩ ra đến thôi đúng không? Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cho ba bạn thử nha. Ở đây thì Farm có về một dòng mặt nạ mới tại nhà Farm, và cũng có đại diện nhà sản xuất thì cho mọi người test thử. Chắc lúc nãy khi mà các bạn biên tập cũng có nói là ngày hôm nay mình sẽ được test mặt nạ, nên các bạn biên tập có cho các bạn tẩy trang trước chưa ta? Rồi đúng không? Mà chừa chân mày rồi. Không sao, mình chừa một chút chân mày với môi là được. Bây giờ mình sẽ để xem mình bắt mạch da của từng bạn nha. Bạn nam này chắc da cũng hơi dầu hết đi. Thì sẽ hợp với loại mặt nạ nào đi ta? Da dầu thì mình sẽ sử dụng cái mặt nạ trà xanh này là giúp kìm dầu và giảm mụn cho da. Rồi, mình sẽ cho Nhật nha. Còn lát nữa Nhật sẽ tháo ra. Còn em thuộc tiếp da gì? Da em da hỗn hợp đó. Da hỗn hợp. Cái vòng chữ T nó sẽ bị dầu, còn 22 nó khô. Ở đây có cái loại như là thanh lọc da như là cà rốt hoặc là cà chua thì sẽ phù hợp với da của bạn. Tuấn thích cà chua, tại vì hồi nãy ăn cái salad cà chua thì muốn thử xem như thế nào, thì test giùm nha. Còn Phương? Da em thì thuộc loại tiếp da khá nhạy cảm. Cho nên là em thực sự thì không sử dụng được tất cả các phòng mỹ phẩm. Cho nên cũng là khó, cho nên em muốn đến đây để tìm cái sản phẩm tốt cho mình đó. Hiện tại da của bạn thì phù hợp với lại mật ong. Mật ong là hoàn toàn thiên nhiên thì nó sẽ giúp cho da của bạn nó dễ hấp thu cái dưỡng chất hơn. Và nó không có bị những cái tác dụng phụ hay là về kích ứng da. Vậy thì thử cái Phương thử cái này xem. Phương có cảm có gì thắc mắc hay lo lắng gì không? Em chỉ lo lắng là không biết là trên da mình sẽ như thế nào. Bởi vì trước đến giờ là em không phù hợp với dòng sản phẩm nào cả. Cho nên là da em không sử dụng được tất cả các dòng mỹ phẩm. Thế là thực sự rất là khó. Thì với cái dòng mặt nạ này thì chắc chắn là sẽ hợp với bạn đúng không? Không có bị ảnh hưởng gì hết tiên. Đối với lại cái dòng mà mặt nạ của bên mình á thì nó sẽ có những cái ưu điểm đặc biệt dành cho những tất cả mọi loại da và đặc biệt là da nhạy cảm. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất là sản phẩm không được kiểm nghiệm trên động vật, có nghĩa là nó sẽ giúp một cái gọi là bảo vệ môi trường. Cái thứ hai á là cái lớp mặt nạ giấy ở trong á thì được làm bằng cái sợi thiên nhiên. Cái sợi đó có thể được tự phân hủy trong môi trường thiên nhiên sau khoảng từ 60 đến 90 ngày.
Và cái đặc điểm thứ ba là có 6 cái thành phần free trong này, có nghĩa là không sử dụng 6 thành phần chất hóa học nguy hiểm cho da, kích ứng da. Ở trên cái sản phẩm cũng có ghi rõ luôn ở đây á, các bạn có thể thấy là không có paraben nè, enatol nè, hay là phenyparaben nè. Thì những cái thành phần này là những thành phần hóa học mà thường thấy trong dòng các dòng mặt nạ, và nó gây cho da những cái tác dụng phụ không tốt. Thì đó là những cái đặc điểm mà các bạn yên tâm khi mà da các bạn nhạy cảm đi chăng nữa thì không vấn đề gì cả. Cho Tú hỏi là ví dụ như cái lúc mà mình ra dòng mặt nạ này thì mình có đã test thử trên mọi người chưa? Và mọi người đã cho phản hồi như thế nào chưa Tiên? Hiện tại bên Hàn Quốc cũng đã test sản phẩm, tại vì sản phẩm này đã đang được bán ở châu Âu và đặc biệt là ở Mỹ, ở Mexico và Nga là ba nước bán chạy nhất, và đã bán được hơn một năm rồi. Do đó là nếu các bạn nghe thì có thể các bạn cũng không cần biết chính xác là đã kiểm nghiệm bao nhiêu người, mà đó là thị trường đã là người trực tiếp để mà kiểm nghiệm về cái sản phẩm này. Và bây giờ là sản phẩm có mặt tại Đông Nam Á, và trong đó là có Việt Nam của chúng ta. Rồi, vậy là yên tâm để test thử rồi đúng không? Bây giờ mình, Phan cũng đang rất là hồi hộp, mình cứ xé ra mình test thử đi nha. Dạ. Cái mặt nạ này thì cái bao bì ở ngoài nó trông rất là bắt mắt, kiểu nhìn nó rất là xinh. Đúng rồi, nó với cả nó có các thông tin của nhà sản xuất và thành phần ấy, nó làm cho mình yên tâm hơn. Cái thành phần nó thể hiện rõ qua cái bao bì luôn nè, nếu như là cà rốt thì nó sẽ có hình cà rốt luôn Tiên. Để xem cái mùi của nó có thực sự là thuần thiên nhiên hay không ấy. Nó có mùi mật ong ấy. Như là mật ong thật ha. Rồi, để một lát để hai bạn khán giả tiếp theo thì sẽ xem như thế nào nha. Em mở cà chua nha. Em mở thử xem. Anh đẹp, rất là tò mò về cái cà chua này nè. Nghe mùi cà chua. Xem cái chất ngon bên trong là dạng dung dịch nướng đúng không? Nhật thử kiểm tra xem bên trong nó như thế nào. Em thấy cái mặt là nó làm từ trà xanh. Em nghĩ chắc nó sẽ mát không đây. Mát thì không, một lát nữa mình sẽ đi sẽ bọc mí nha. Bây giờ Nhật thử kiểm tra xem cái mùi nó bên trong nó ok hay không. Nhật có hay đắp mặt nạ không nè? Em thì rất là ít đắp, là không ăn cùi. Tò mò đúng không? Thì nếu mà mình thấy phù hợp thì chắc là sau này mình sẽ đắp nhiều hơn. Tại vì nam á, mình ít khi mà phải mất quá nhiều công đoạn để dưỡng da thì mình có thể thay một miếng mặt nạ là ok rồi đúng không? Bây giờ mình đắp thử đi. Quá tò mò rồi. Rất là nhiều dưỡng chất. Nhiều dưỡng chất quá à? Sao nhiều dưỡng chất quá vậy Tiên? Hình như nó còn cái phòng mũi là mình chưa kéo phòng mũi xuống. Vì lọc ở trong rồi. Thì hỗ trợ cho đây. Ủa trong này có sữa nữa hả? Sao bạn đó nói là có sữa nữa? Đúng rồi, lý do mà tại sao mình có để một cái hũ sữa nhỏ nhỏ ở đây á là tại vì trong cái thành phần của tất cả 12 loại mặt nạ này đều có sữa non. Đó là sữa được chiết xuất từ bò mẹ cái sau sinh 3 ngày. Đó là một thành phần đặc biệt có trong duy nhất cái thương hiệu này. Đó là một thành phần giúp cho da rất là mịn màng và sáng da nhiều. Thật sự là rất là mát luôn á, mà nó còn mềm nữa. Trời Tiên ơi, cảm giác như em đang đắp cái mặt nạ sữa tươi ấy. Tụi mình kết thúc nhanh nhanh để tôi về có thể đắp cái mặt nạ vừa này quá. Thì thử nha. Nãy em vừa mới động cái mặt nạ của bạn Tiên xong. Bạn Phương xong. Mình thấy cái miếng kiểu như cái dưỡng chất ở bên mặt nạ bạn đó khác hẳn của em. Nó không giống như là những cái loại khác em dùng, thì là cái nào nó cũng giống nhau hết. Trong đây cũng còn rất là nhiều dưỡng chất nè các bạn. Cái này mà mình thoa cổ hoặc là mình đi dành. Tuấn có một cái bí quyết là cái dưỡng chất mà còn á, Tuấn hay đổ vô cái lọ nhỏ, sau này hết serum Tuấn sẽ xài nó thay cho serum, rất là tiết kiệm nha. Nhiều quá chảy xuống cả cổ luôn đúng không? Nhiều lắm luôn á.
cái dưỡng chất cho mỗi cái mặt nạ nó đều khác nhau à. Nên là các bạn tự các bạn cảm nhận rõ về việc khác nhau đó. Rồi đặc biệt nữa là cái dưỡng chất có hai dạng luôn, là dạng nước với dạng kem khác nhau luôn. Dạng kem hả? Cái của em chắc dạng nước. Cái này là dạng rồi. Còn cái dừa nè và bơ nè, rồi có thêm loại khác nữa à. Đó là loại ô liu. À ô liu. Thì và cái loại đó là nó dưỡng chất nó ở trong là dạng kem, có nghĩa là nó vẫn sệt, nó vẫn là nước vẫn sệt nhưng mà nó sẽ có màu đục. Cái đó là điểm đặc biệt của vốn lại đó. Em biết sao thì nó mát mà kiểu như là nó không có. Ồ, từ đây nó nhiều xuống cơ cổ rồi. Nhiều quá. Chết quá hả? Bạn có thể xoa dưới cổ. Em có thể xoa tay đúng rồi. Được, được, được. Em đúng rồi. Có thể dưỡng được da. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho Nhật nha. Thử đi Nhật. Để lấy phần em nè. Này, tiên cạn cạn. Em biết dùng, nhưng em không biết mở sao. Đúng rồi, mở bên này nè, bên này nè. Đúng rồi, xong rồi em ăn. Ngon, như này đúng chị. Đúng rồi, bên này là cái mặt nhạc của mình đó. Đây nó có hai cái lỗ tròn ở mắt của mình. Xong mình đưa vô đúng với vị trí của mắt. Đúng rồi. Rồi bạn này đáp giỏi ghê ha, đáp không nhiều mà đáp giỏi ghê. Rồi sau đó bạn thay đều hết tất cả cái chỗ kẽ hai bên mũi, đúng rồi à. Ở trên mũi mình nếu như ở nhà có gương thì dễ soi hơn đúng không? Đúng rồi, cái chỗ mũi của mình đang bị hở ra. Sao cảm nhận lần đầu nó lên da mặt sao Nhật? Mặt em là tại sao mà em thấy nó rất là bát, rất là đạt luôn á. Nạ hả? À, mình sẽ đắp mặt nạ trong vòng bao nhiêu phút nhớ tiên? Đắp mặt nạ thì thường trong vòng 15 đến 20 phút nha. Vậy thì mình sẽ cho các bạn đắp trong vòng 15 phút. Trong thời gian chờ đợi thì các bạn có thể thưởng thức nước máng và fan nè. Mình sẽ quay lại với Tiên. Hồi nãy Tiên nói cái này là sữa bò nâu sau sinh mấy ngày? 3 ngày. 3 ngày thì nó có khác gì so với sữa bò bình thường Tiên? Thì như các bạn cũng biết là giống như là sữa mẹ cũng vậy và sữa của động vật có vú cũng vậy. Thì khi mà sữa có sau khi mà sinh xong thì động vật hay là người thì cũng sẽ có cái lượng sữa nhất định. Thì cái lượng sữa đầu tiên mà xuất hiện là cái sữa quý giá nhất gọi là cái sữa quý giá nhất và có nhiều dưỡng chất nhất. Thành ra để mà lấy được cái sữa đó thì cũng là một cái công đoạn cũng không phải là dễ dàng gì. Đòi hỏi cái kỹ thuật và đòi hỏi cái lượng mà nuôi bò rồi quản lý này nọ, tất cả các thứ rất là phức tạp và rất là khó. Nhưng mà nó là một trong những thứ quý giá nhất thì mình sẽ sử dụng nó vào trong cái mỹ phẩm để mà sử dụng lên cái da mặt của mình, tại vì nó quý cũng giống như da mặt của mình vậy. Nãy Tiên nói là nó mỗi một cái miếng mặt nạ nó sẽ có dạng khác nhau thì nó sẽ có những cái dạng chất là nước với kem đúng không? Đúng. Nãy Tiên nói cái gói xà lách vừa Tiên bắt mạch cho Tuấn là nó sẽ có dạng kem. Trong mỗi cái combo thì nó sẽ lẫn ở trong đó vừa có cả dạng nước và vừa có cả dạng kem. Tại vì ở đây có 12 loại thì trong đó sẽ có 8 loại là dạng nước và 4 loại là dạng kem. Thì đó, nó sẽ khác nhau cái điểm như vậy. Thì cái dạng kem là cái dạng mà đặc biệt đối với một số cái loại như là bơ này, dừa này, thì cái dạng kem nó sẽ cung cấp ẩm nhiều hơn so với cái dạng nước. Nên là trong mỗi combo này không thể nào mà 7 miếng dạng kem mà là sẽ kết hợp xen kẽ vào để cho bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho da của mình một cách nó khoa học nhất. Tôi cũng phải test thử cái miếng mặt nạ dừa này để xem cái chất kem nó như thế nào. Nhưng mà cũng phải rửa tay cho sạch sẽ cái đã. Ở đây Pham có một cái loại nước rửa tay mới về này, cũng là hàng của Mỹ, loại nước rửa tay khô này thì diệt khuẩn cũng ok cho mùa dịch này lắm nha. Rồi mình sẽ khui ra xem thử xem sao. Cũng quê ở Bến Tre đó cho nên là cái mùi dừa nó thân thuộc với Tuấn rồi. Ngày hôm nay mà ngửi không phải mùi dừa là giận Tiên luôn nha. Thơm quá, chưa kéo ra mà đã thơm rồi. Như cái mùi núi cốt dừa vậy đó. Tuyên có biết là hôm nay mà nhìn cái mặt nạ này á, có một cái cảm giác là muốn về nhà đắp thử liền luôn. Với lại thêm một cái cảm giác nữa là muốn về quê, tại vì cái mùi dừa nghe thân thuộc, nhớ quê quá. Tôi có chuẩn bị cái lọ nè, giống như lần trước mình sẽ test thử xem cái chất kem của nó nhiều cỡ nào. Mọi người có thể thấy mọi người có thể thấy nè. Trời ơi, nhiều quá nè Tiên ơi. Cái này chắc Tuấn phải xài đắp một lần rồi chừa lại để cái miếng mặt nạ nén bỏ vô xài tiếp quá. Nhưng mà những cái loại kem này á, thì nó khác với dạng nước như thế nào Tiên?
dạng kem thì nó sẽ là cái dạng sệt hơn so với dạng nước và nó có nhiều cái dưỡng chất cấp ẩm hơn cho da. Thành ra so với dạng nước thì cái kem này nó sẽ cấp ẩm khá là nhiều. Nhưng mà do đó là mỗi bạn sẽ có những cái sự lựa chọn phù hợp cho cái da của mình. Và bên cạnh đó thì trong cái combo thì nó cũng xen kẽ với nhau để bổ sung cho nó một cách khoa học nhất. Mình làm có nghĩa là mình không nên cấp ẩm liên tục nhiều quá, đúng không? Rồi, đối với những da dầu hay là da quá nhiều chất nhờn như là Việt Nam của mình ngày hôm nay nè, thì nếu mà xài cái dạng kem nhiều quá thì nó sẽ không có nó dư chất ra nhiều quá thì nó cũng sẽ không tốt. Trời, tôi thấy nhiều quá nè mọi người ơi, chưa kể là còn trong túi này nữa. Tiên, cái này á, nó cấp ẩm nhiều quá thì nó có bị bết da mình không? Tại vì Tuấn sợ là nó đắp xong nó bị bết da, phải rửa mặt lại nữa, rất là khó chịu á. Có một cái đặc biệt là các bạn đắp xong và các bạn sau khi gỡ mặt nạ ra tầm các bạn để tầm khoảng 5 phút sau thì hoàn toàn khô hết trên da của mình luôn. Giống như hồi nãy mình có dưỡng chất xoa lên tay thì khô ngay liền lập tức luôn, như các bạn cũng cảm nhận được đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà về mình không cần phải rửa lại đúng không? Đúng rồi, đối với mặt nạ thì và đặc biệt là mặt nạ, cái dòng mặt nạ của mình là thành phần tự nhiên á, thì các bạn không nên rửa mặt để đi ngủ, các bạn nên để mặt của mình khô và sau đó để đến sáng luôn, thì nó sẽ dưỡng ẩm cho da của mình đến sáng luôn và nó không hề bết dính khó chịu. Vậy thì mình xài cái mặt nạ này xong rồi fan các bạn có thể sử dụng thêm những cái dòng kem dưỡng khác tiếp theo được đúng không? Đúng rồi, các bạn có thể sử dụng thêm các cái serum đặc trị khác mà các bạn đang sử dụng vẫn không sao cả. Rồi, mọi người có thể thấy nè, một lượng tinh chất khá là nhiều luôn ha. Cái này là bắt từ đây mà Tuấn mệt rất là nhiều, giọng nhớ bất nổi rồi như đây rồi. Quá là nhiều luôn nè mọi người ơi. Wow, mọi người xem nè. Đây. Nhìn như là sữa, đây có đấy, nhìn như là sữa luôn, thơm quá Tiên rồi. Cái này tôi sẽ để dành tối về mình thoa serum đúng, chứ bỏ uổng quá rồi. Nãy giờ đó cũng chắc cũng được vài phút rồi, thì mọi người cảm thấy thế nào Phương? Em cảm giác như là không mất, không mất là kiểu như là cái mặt nạ nó rất là nhẹ, nó làm cho mình rất là thoải mái, nó không có bướng víu gì cả. Với cả thứ hai nữa là nó thực sự nó mát lạnh. Nhớ rồi, lúc nãy Phương có nói là Phương da của Phương cũng hơi khó ăn khó ở xíu không? Giờ đắp lên không thấy bị nóng rát hay là khó chịu gì đó. Nhưng mà nó thực sự rất là mát, nó cảm giác thật ra nó rất là mềm đi. Cảm giác là da nó căng lên, nó căng kiểu nó căng bị khô hả? Nó căng kiểu căng khô. Nó căng kiểu căng mịn, nó lại bóng, nó lại bóng lên á. Cái là da, bởi vì cái da của em nó có đặc tính là mặc dù da nó rất là nhạy cảm nhưng mà nó rất hay bị căng cứng, khô và rất là rát. Nhưng mà khi đắp cái này lên thì nó lại mát và căng mịn. Với những trường hợp mà da bị căng khô rát như vậy thì mình nên xử lý về tình trạng da như thế nào Tiên? Với những cái làn da mặt khô rát như hồi nãy mình cũng có giới thiệu trước đó thì các bạn nên sử dụng những cái sản phẩm mà có dạng kem nhiều, serum dưỡng chất nhiều thì nó sẽ bổ sung lại cái dưỡng chất cho da. Và đặc biệt là các bạn hay có thói quen là rửa mặt sau khi đó mà nạ xong thì cái thói quen đó nó cũng sẽ làm mất nhiều cái dưỡng chất. Tại vì cái lúc ngủ ban đêm là cái lúc mà mất nước nhiều nhất trong da, tại không ai đi uống nước trong cái lúc mình đi ngủ cả, ít lắm, thành ra nó sẽ bị mất nước nhiều hơn là ban ngày. Thành ra các bạn nên để dưỡng chất đó để thẩm thấu qua đêm luôn, đến sáng là da sẽ đảm bảo là căng bóng hơn bình thường. Bây giờ em mới biết được luôn. Thường thường thì sau khi mà đắp mặt nạ thì thường thường các bạn đi rửa đi. Đúng rồi. Rửa hết đi. Nhưng mà tại vì đối với một số loại mặt nạ thường nó sẽ hay bết dính nên nếu các bạn không rửa thì khi ngủ nằm bên gối thì nó sẽ hơi khó chịu. Còn riêng cái loại mặt nạ mới của bên công ty của Tiên thì sẽ không có bị trường hợp đó. Da nó sẽ thẩm thấu ngay vào da và khô liền luôn. Thì thấy sao? Em thì nghe mới đầu là nghe nó không có bị bí á. Thường mà em đắp mấy cái mặt nạ trước đó, em đắp là đắp từ 5 phút thôi là nó hầm, nó nóng lên, muốn rỡ ra liền luôn. Kiểu nó bị bí cái loại thanh long á. Còn đợt này thì thấy nó bình thường chị, không có sao. Của Tiên là cạt của em là cà chua. Cà chua có nhiều vitamin C thì nó sẽ rất là dễ, những bạn nào mà da quá nhạy cảm thì bị rát á, còn khi không cảm giác gì đúng không? Em bình thường. Rồi bây giờ quay qua trà hớp bông mà ít khi sử dụng nè. Nãy giờ cảm thấy sao rồi Nhật? Em thì lần đầu tiên em sử dụng mặt nạ luôn á. Em thấy nó rất là mát, giống như ở trong máy lạnh vậy đó. Thì cũng thấy là cũng khá ok đúng không? Còn lát nữa sẽ cho Nhật test thử tiếp nữa nha. Cái trà xanh đó thì là những bạn da nhờn, vậy thì cho tôi hỏi là ngoài cái trà xanh đó và tất cả những cái dòng mặt nạ này, nếu như mà tình trạng mà da một số bạn bị mụn á thì mình có thể đắp được không?
Hiện tại thì như lúc nãy mình cũng đã giới thiệu đó, thì do cái thành phần của sản phẩm rất là lành tính và nó không chứa những thành phần hóa học nó có hại, thành ra là đối với những cái da nhạy cảm hay là da bị mụn thì các bạn cũng có thể sử dụng sản phẩm và không vấn đề gì hết. Riêng nhưng mà cái da bị mụn thì hiển nhiên mình cũng sẽ phải có những cái hướng, những cái giải pháp điều trị kèm theo. Ví dụ ngoài đắp mặt nạ ra thì các bạn cũng phải xài thêm những cái serum của nhà farm để mà bổ sung thêm những cái dưỡng chất và điều trị cho nó tốt hơn. Nghe Tiên chia sẻ mà bây giờ Tuấn bỏ cái ý định mà phải chọn salad luôn nữa. Nhưng mà chắc là phải chọn để ăn hàng ngày để có thể khỏe hơn trong cơ thể đúng không? Mình đắp mặt nạ này thì mình sẽ nhanh hơn. Nhắc tới mặt nạ lại phải nhớ tới anh Cang. Thật sự là anh Cang rất là một người rất là vui tính như chị Tiên đây luôn á mọi người. Nhưng mà rất là nhớ anh Cang tại vì lần trước họp báo mà chia sẻ ra mắt sản phẩm mặt nạ cô dâu thì cũng vẫn có anh Cang mà chia sẻ rất là thân tình và rất là vui. Giờ Tiên có thể gọi cho anh Cang được không? Mình có thể pay time để mình có thể nói chuyện với anh Cang một xíu nha. Okay. Bây giờ mình sẽ gọi thử cho ảnh nha, để mình trò chuyện với lại mình hỏi thăm ảnh. Lẽ ra là ngày hôm nay có thêm anh Cang là một vị đại diện nhà sản xuất từ Hàn Quốc, nhưng mà ảnh bận một số việc đó nên ảnh không đến được. Cái, nếu như các bạn tiếp xúc với anh Cang thì sẽ thấy không có khoảng cách giữa đại diện nhà sản xuất đâu, ảnh rất là thân thiện và gần gũi. Anh nhân siêu. Anh nhân siêu. Hiện tại Hàn Quốc에 계세요? 네, 어떻게 베트남은 날씨가 어떤가? 많이 더우시죠? 네네. 아, 지금 vừa rồi mình có hỏi thì anh nói anh đang ở bên Hàn Quốc và anh hỏi thời tiết ở Việt Nam như thế nào. Đang rất là nóng đúng không? Thì anh được biết như vậy. mọi người cũng đang rất là lo lắng về tình hình bên đó thì đi hỏi giùm ảnh xem ảnh có khỏe không. 지금 잘 지내세요? 아, 예. 아, 여기 뭐 그 그렇게 안전하게 잘 지내고 있어요. 걱정 많이 안 해 주셔도 돼요. 괜찮습니다. 네네. Hiện tại thì anh cũng đang rất là khỏe và cũng rất là chăm sóc bản thân rất là kỹ nên là cũng không có cần lo lắng nhiều. Hôm nay là không chỉ có Tuấn đâu mà các bạn chắc chắn là những bạn đã từng xem livestream lần trước khi mà gặp anh Cang thì cũng đang rất là nhớ ảnh. Thì hôm nay một dòng sản phẩm mới ra mắt mà không có ảnh đến chia sẻ thì ảnh có muốn điều gì chia sẻ với các bạn khán giả không? 그 오늘 그 참가 못하니까 그래서 뭔가 좀 뭐 한 마리 좀 뭐 몇 개 좀 말해 주세요. 아 정말 그 날씨 더운 곳에서 정말 수고가 많으시고요. 그 저희 팝스킨 제품을 이렇게 사랑해 주시고 좋아해 주셔서 너무너무 감사합니다. 이번에 베트남에 처음 그 팝스킨 제품들을 출시를 하면서 여러분들의 어떤 아름다움 피부 건강에 많은 도움이 되었으면 하는 마음으로 이렇게 찾아뵙습니다. 네. 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 끝났어요? 뭐. 네네. 잠깐만요. 더. 동역할게요. 네. Thì anh nói là thời tiết Việt Nam hiện tại thì đang rất là nóng thì chắc mọi người cũng rất là vất vả nhiều. Nhưng mà mọi người cũng đã chuẩn bị một cái buổi để mà ra mắt cái sản phẩm về đến Việt Nam thì anh cũng rất là cảm ơn mọi người đã tham gia và dành cái thời gian cho cái thương hiệu và sản phẩm mới. Thì anh rất là vui khi mà tìm được và đưa về Việt Nam một cái sản phẩm rất là tốt cho làn da của người Việt Nam, rồi thành phần thì lại rất là tự nhiên đó. Thì ảnh nói là rất là mong là những người con gái, người phụ nữ Việt Nam là sẽ luôn luôn xinh đẹp và có một cái làn da rất là rạng rỡ. Thì ảnh nói là không có tham gia được thì cũng rất là xin lỗi mọi người và mong là sẽ gặp mọi người ở một cái dịp khác. Tiên có thể nói với ảnh là Tuấn ở đây và mọi người ở đây vừa test sản phẩm và có phải những phản hồi rất là tốt thì Tuấn cũng rất là cảm ơn ảnh đã mang đến một sản phẩm tốt như thế này và chắc là thì không biết là trên thị trường Việt Nam là sản phẩm này có thể tìm mua ở nông trại làm đẹp luôn đúng không? 지금은 그 좀 뭐 감사한다고 사람들이 지금 그 테스트 그 해보고 있어. 그래서 혹시나 그 제품은 뭐 어디에 좀 살 수 있는지 좀 더 소개해 주세요. 아 지금 그 밤 TV에서 지금 우리 밤 스킨 제품을 지금 구매 가능하니까
Thì nó là các bạn có thể tìm mua sản phẩm ở Việt Nam và đặc biệt là ở cái cửa hàng và ở cái cửa hàng của nhà nông trại làm đẹp Tham TV. Tại vì ảnh thì không làm tiếng Việt nên là anh chỉ nhớ bên mình là cái tên như Tham thôi, nhà Tham thôi. Mong các bạn thông cảm. Tiên cho tôi gửi lời cảm ơn ảnh, chú anh giữ gìn sức khỏe nha. Không biết anh chung cửa ạ, cảm ơn anh gì đó. Từ mạnh nha, chào xì ố. Nè, con xì ố. Nè, con ngang xì ố. Nè, kinh này ố. Lâu lắm rồi mới nghe lại tiếng ảnh này, cũng rất là nhớ, là hy vọng là sẽ gặp ảnh trong những cái lần ra mắt sản phẩm lần sau á. Sản phẩm này thì hiện tại các bạn hiện tại thì tại nhà Farm đã có bán sẵn rồi, thì các bạn có thể đến liên hệ tại nhà Farm để mua hàng chính hãng nha. Thì các bạn có thể là yên tâm khi mà mua những cái sản phẩm tại nhà Farm. Như sản phẩm của bên mình á thì cũng đã có một cái giấy để cấp cho nhà Farm, đó là về cái giấy mà phân phối chính hãng cái sản phẩm của bên mình, nên là các bạn cứ yên tâm mà mua hàng tại nhà Farm nhé. Đây là giấy chứng nhận phân phối chính hãng đúng không Tiên? Đúng rồi. Vậy là từ ngày hôm nay các bạn để đảm bảo mà không phải mua hàng xích tay trôi nổi nè, hoặc là hàng mà không đảm bảo là hàng thật hết, thì các bạn có thể đến trong trại làm đẹp và mua về những cái gói mặt nạ Salad Farm Skin này, đảm bảo hàng chính hãng và được những ưu đãi hấp dẫn từ nhà Farm. Ưu đãi như thế nào cuối chương trình này Farm sẽ báo cho các bạn biết nha. Wow, nãy giờ mình trò chuyện cũng khá là lâu thì chắc không biết là các bạn này sau khi đắp xong sẽ như thế nào ha. Bây giờ mình sẽ tháo ra một cảm nhận thử nha. Tưởng có một cái gương đầu tiên cho Phương nha, mình sẽ cảm nhận thử nha. Đang khô dần. Mình đừng nên đắp lâu quá ha Tiên. Thì nói chung về cái sản phẩm bên mình thì cái dưỡng chất nó cũng rất là nhanh thấm vào da. Nếu mà đắp lâu quá thì cái mặt nạ nó khô lại. Chứ cũng không có phải. Mặt em nó hồng lên luôn đó. Hồng luôn hả? Kiểu nhưng khách thích đứng chất này thì như da em nó còn hết rồi đó. Nó rất là căng mà kiểu như là có sữa trên mặt luôn. Nhìn hai má của bạn không? Bạn Phương phúc phính phúc phính cái gì vậy bé? Nó căng, nó hồng hồng nữa. Nó căng kiểu nó bóng ấy. Đúng à. Mà nó không có kiểu như là nhìn như kiểu mình xài kem ấy. Nó căng rất là tự nhiên. Có bị bếp không? Chúng tội bếp không nha? Bếp, nó chỉ kiểu căng mọc ra nước thôi. Là do cái nước ẩm trong này á, rất là tốt cho da. Nên là xài rất là thích, mà có cảm giác là không bị rát hay là nóng đỏ ra. Nó vẫn mát. Cái tháo mặt nạ ra thì nó có rất là mát, rất là thoải mái và rất là thích. Thích. Nghe này tính, chứ anh Cam mà ngồi ở đây là nghe mát lòng luôn nè, đúng không? Da cũng rất là mềm, kiểu da em bé. Ok, nhìn da bạn Phương thích quá. Đúng rồi, nhìn rồi. Có vẻ là có sức sống hơn so với cái lúc trước khi đắp mặt nạ để đến đây. Chắc là đúng phải, rất là háo hức. Thôi, mình tới Thi đi, xem. Thấy hình như là hơi sáng lên. Đúng rồi, sáng lên rồi. Căng, đặc biệt cái điểm đặc biệt là rất là căng. Không còn thấy miếng dưỡng chất nào nó bị kiểu nó thấm hơn, của em khô hơn, của da của bạn thấm nhanh hơn. Trời, nhìn da các bạn mà muốn sờ điện nhưng mà không được. Cái cà chua, tinh chất cà chua có trong này nó có giúp làm sáng da không chị? Có cà chua là giúp thanh lọc da và làm sáng da lên. Tất cả đều có một chút cái chưa dưỡng chất làm sáng da, nhưng tùy theo những cái thành phần của rau củ nào nó sẽ làm sáng nhiều hay sáng ít thôi. Vậy là tôi nghĩ là nếu như mà hôm nào mà bạn ấy cúp nhiều hoặc là mình đi bụ bẩn nhiều á thì da vừa sạm nè, vừa có nhiều độc tố, mình đắp cà chua nó sẽ thanh lọc đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Còn trà. Ok, bây giờ nhập ha. Mà giờ em thấy các bà bữa em cùng muốn mực ngay luôn á. Để lâu quá nó hơi khô rồi đúng không? Để coi đẹp lên bao nhiêu. Nó khô luôn. Nhưng mà nó cũng tính chất nó thấm vào da không nè. Ấy như là không có đâu. Da nó căng bóng luôn á. Ta nhật xài rồi sờ thử da ta. Sờ thử da, mình đánh da để cho nó thẩm thấu vào da. Sao? Cảm nhận sao? Em không ngờ là nó đợi cái này luôn á. Cái này là mốt mình có đi không, mình chỉ cần đắp một miếng mặt nạ trước rồi sáng hôm sau là thấy ok rồi đúng không Tiên? Đúng rồi, bạn để nó sáng thì da bạn căng bóng thấy rõ luôn. Mình thường những bạn nam chắc sẽ thích trà xanh hơn, tại vì da nam hay bị đổ dầu đúng nhiều rồi, chính xác.
Nhưng mà Tuấn nghĩ là không nên đắp trà xanh liên tục mà mình phải theo combo này hả Tiên? Đúng rồi, chính xác. Tại vì trà xanh mà giảm nhờ liên tục, nếu mà các bạn đắp liên tục luôn á, nó sẽ làm cho khô da. Nên là các bạn nên sử dụng một cái combo để cho nó điều tiết lại da của mình là hợp lý nhất. Sau khi mà trải nghiệm xong thì các bạn đánh giá sản phẩm này thương như thế nào nếu như mà cho điểm thang điểm 10? Theo em thì kiểu như là em rất là kén trọng mỹ phẩm và từ trước bây giờ em chỉ xài các loại dược phẩm của bác sĩ da liễu thôi. Nhưng mà theo em đối thật nặng thì em cho thêm điểm 9/10, nghĩa là nó rất hài lòng với em. Đồ bỏ kỹ rồi lại là lý do vậy. Tình trạng da của mình như thế nào, phù hợp với cái mặt nạ hay không của mình đó. Đúng rồi. Tại vì cũng cần phải cả một quá trình, đúng như rồi. Tiên nói là phải 7 ngày đúng không? Đúng rồi. Ok, còn trước mắt là cảm thấy nó ok với mình rồi. Còn thấy chấm mùi luôn á. Tại vì rất là hào phóng, thành ca ở đây chắc là sẽ rất là vui đây. Tại vì đắp xong em thấy cảm giác là nó trắng sáng, giống như trắng sáng bất thị luôn. Cái này nếu mà dưỡng kem trắng da lên nữa thì okay, da sẽ nâng tóc rất là nhiều. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Rồi, còn Nhân sẽ đánh giá bao nhiêu điểm đây? Còn em thì em rất là hài lòng về sản phẩm này. Em tại vì em lần đầu em sử dụng cái này nhưng mà em thấy công dụng của nó rất là ok. Em cho cái này khó khăn quá. Thật nha, phải thật lòng nha. Em cho 9.5 đi. À, 9.5 đi. Còn nửa điểm còn lại là phải đợi đắp liên tục để xem như thế nào nha. Tuấn cũng thấy là da mặt của Nhật cũng hơi có mụn li ti đó. Thì mình cứ về mình xử lý một ngày mình đắp mặt nạ xong để giảm thâm nữa đúng không? Thì những cái trà xanh cứ giảm thâm luôn đó. Đó, giảm thâm và giảm nhờ. Em có một thắc mắc thì không biết là chị đây có thể thắc mắc gì chưa không? Cái sản phẩm này á, khi mình đang trong thời gian mình sử dụng á thì da mình sẽ rất là căng bóng và rất là đẹp. Nhưng mà đến khi có một thời gian nào đấy mình ngưng sử dụng đi thì da nó vẫn còn được như vậy không? Hay là nó sẽ trở lại vị trí ban đầu? À đây, cái câu này mà Tuấn thấy là cũng có rất là nhiều khách hàng hỏi là xài xong thì đẹp nhưng xài thì nó có bị ăn nắng hay không? Hoặc là có bị hồi da không? Có nghĩa là giống như là có bị phụ thuộc cho sản phẩm quá đúng không? Da da mình thì thường hay phụ thuộc vào sản phẩm không? Cho nên là mọi người khi mà sử dụng xong cái mỹ phẩm mà buông ra thì da sẽ bắt đầu xấu đi. Thì em đang lo lắng là không biết khi mình xài dụng sử dụng xong mà mình buông hẳn đi khoảng 1 tháng thì da nó sẽ như thế nào? Như bạn có hỏi câu hỏi bạn rất là hay. Đầu tiên là rất là cảm ơn câu hỏi của bạn và rất là nhiều bạn trẻ khác cũng rất là thắc mắc về câu hỏi đó. Nhưng mà về đặc biệt là về mỹ phẩm, có nghĩa là nó thiên về vấn đề dưỡng da, mà đã dưỡng thì nó là một cái cách để mà các bạn liên tục, có nghĩa là các bạn phải làm liên tục, không thể nào mà mình làm một thời gian mình nghĩ và nó sẽ đẹp đến suốt đời thì cái đó hơi khó. Và cái loại sản phẩm như vậy thì hầu như không có. Còn nếu mà những cái sản phẩm mà bạn sử dụng một thời gian xong bạn ngưng một thời gian và nó trở đi xấu da, nó làm xỉn da hay là trong bị ăn nắng hơn nhiều hơn như thế nào thì những cái sản phẩm đó là sản phẩm không tốt. Tại vì nó làm cho da mình bị phụ thuộc vào cái sản phẩm đó thì nó sẽ có những cái dưỡng chất không có tốt ở trong đó. Còn những cái sản phẩm thật sự á, về mỹ phẩm á, thì nếu mà bạn xài sau một thời gian khoảng tầm mình ví dụ 1-2 tháng gì đó, sau đó bạn có vấn đề bạn không muốn xài nữa, bạn muốn nghỉ ngơi cho da chẳng hạn thì da nó vẫn bình thường, không xuống, nó không có ăn nắng, không có bị vấn đề này, bị vấn đề gì cả. Nhưng sau thời gian đó bạn cũng nên bổ sung dưỡng chất lại cho da, hoặc là bạn phải bổ sung bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ như cách ăn uống chẳng hạn, hoặc là những cái mỹ phẩm khác mà có tiếng hoặc là nó có cái dưỡng chất tốt cho da. Chứ nếu mà bạn ngưng một cái thời gian nó quá lâu và cái chế độ ăn uống không tốt thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến làn da của mình. Bên cạnh việc dưỡng da thì mình phải đi song song với việc bảo vệ da nữa đúng không Tiên? Mình phải chống nắng đầy đủ, ngay cả việc đang sử dụng sản phẩm và cả khi ngưng sử dụng sản phẩm thì mình cần phải chống nắng. Tại vì không phải là sản phẩm nó sẽ gây ăn nắng, nhưng mà ngay cả da của mình cũng sẽ rất là dễ khi đi đòi nắng đúng không? Em ở Sài Gòn được gần 2 tháng nay rồi nhưng mà kiểu không có sử dụng cái kem chống nắng thì trên da cũng xuất hiện một vài vết hàn nhăn nhỏ. Vậy thì ngoài cái việc mà mình sử dụng mặt nạ thì mình còn phải cái việc dưỡng da thì phải đi song song với việc bảo vệ da của mình. Thì sao? Em có 2 câu hỏi. Hai cậu luôn, bên đây làm khó Tiên quá rồi. Đi làm mà hỏi hỏi. Hồi nãy là em chấm 10 điểm rồi. Cho nên là về cái mặt nạ thì không còn gì hỏi nữa. Bây giờ em hỏi câu này là ví dụ như em thấy cái thành phần trong cái sản phẩm của bên Farm á thì nó rất là thiên nhiên. Thì khi mà em dùng những cái sản phẩm kết hợp giống như là em đắp mặt nạ xong em dùng một cái sản phẩm dưỡng da kết hợp thì không cần phải lựa chọn cái thành phần dưỡng da nó thiên nhiên không chị? Hay là
cái nào mình cũng có thể xài kèm với là mặt nạ được. À, về cái phần đó, tại vì trong cái thành phần thiên nhiên đó, dưỡng chất thì nó đã thẩm thấu vào da, và sau đó bạn sẽ sử dụng thêm kem dưỡng hoặc là serum, thì không nhất thiết cái thành phần nó phải là từ thiên nhiên, nhưng quan trọng cái sản phẩm đó phải là sản phẩm uy tín và đảm bảo chính hãng, không phải là hàng trôi nổi hay là hàng kém chất lượng, thì sẽ đảm bảo cho cái làn da của mình rất là tốt. Và đặc biệt là nếu mà bạn mua sản phẩm tại nhà farm đó là đảm bảo nhất, tại vì nhà farm thì luôn đảm bảo cái sản phẩm chính hiệu rồi. Thì còn cái vấn đề không nhất thiết phải là thành phần thiên nhiên, mà miễn sao nó đảm bảo và nó phù hợp với làn da của mình là ok. Thì tôi nghĩ là còn phải xác định đầu tiên khi xài cái phẩm thì còn phải xác định nguồn gốc với lại cái da của mình là thuộc tiếp da gì để lựa chọn sản phẩm nó phù hợp, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Còn câu hỏi thứ hai giá tiền. cái này là nhiều người chắc các bạn đang xem buổi trò chuyện ngày hôm nay cũng thắc mắc lắm, đúng không? Nhưng mà thắc mắc thì cho thắc mắc luôn, nếu như mà các bạn thắc mắc về sản phẩm này có giá tiền bao nhiêu thì hãy cứ comment chấm bên dưới thì Phan sẽ bật mí giá cho các bạn. Và ngày hôm nay trong buổi trò chuyện này, nếu như mà bạn nào comment bên dưới để bật mí về giá thì các bạn sẽ có thêm một phần quà ưu đãi nữa. Đây, có một phần quà ưu đãi. Mời một bạn biên tập sẽ mang đến cho nhà ta. Đây là một cái phần quà ưu đãi rất là hấp dẫn nha. Một cái túi đựng mỹ phẩm. Cái này là Phan chỉ dành tặng cho những bạn nào xem trực tiếp trò chuyện ngày hôm nay. Và các bạn đặt hàng, đây túi này đựng mỹ phẩm đi du lịch hàng ngày rất là dễ thương ha. Còn lát nào ngoài sân hương các bạn nhân viên sẽ tư vấn. Em mở ra được không? Cứ mở ra đi. Cũng đúng. Cái này rất là tiện lợi, khi mà đi ra ngoài cũng cần phải bỏ túi, cũng sẽ không bị rớt ra ngoài. Đúng mà rồi. Cái vỏ hộp thì nó rất là xinh nữa. Đúng rồi. Thì rất là xanh. Phan là rất là cập nhật xu hướng. Hôm nay mình sẽ tạo nghiệp một xíu gọi là không bật mí giá. Bạn nào comment bên dưới thì sẽ biết được giá, đúng không Tiên? Đúng rồi. Rồi hôm nay chắc mình cũng đã trò chuyện rất khá là nhiều rồi, đúng không? Nếu như mà các bạn có thắc mắc gì về sản phẩm, các bạn có thể comment bên dưới hoặc là inbox trực tiếp về fanpage nhà Farm. Nhân viên nhà Farm sẽ tư vấn và tư vấn cỏ rõ hơn và kỹ hơn cho các bạn nha. Còn bây giờ thì chắc mình phải nói lời chào tạm biệt với các bạn khán giả nhà Farm, các bạn khách hàng nhà Farm và Hát Tiên. Thì cái buổi trò chuyện hôm nay là vừa giới thiệu cái sản phẩm rất là tốt mà công ty của Tiên đã đem về Việt Nam, và hơn nữa là sẽ mong rằng là với cái sản phẩm chất lượng này thì các bạn nữ Việt Nam của mình sẽ ngày càng xinh đẹp hơn và có một cái làn da khỏe mạnh rồi tươi tắn đầy sức sống để mà có thể làm việc rồi vui chơi học tập cho thật tốt. Và cái buổi hôm nay rất là cảm ơn Farm TV và rất là mong các bạn sẽ luôn ủng hộ và theo dõi Farm như những từ những ngày đầu. Rồi tôi cũng đây rất là tò mò muốn thử cái bộ dành cho da lão hóa như thế này. Bây giờ mình sẽ phải nói lời chào tạm biệt với tất cả các bạn khán giả và khách hàng nhà Farm nha. Mọi người cùng chào nha. Xin chào.